Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quang Đạt, nguyên trưởng bộ môn châm cứu và các phương pháp chữa bệnh khoa học cổ truyền, trường Đại học Y Hà Nội. Hôm nay rất vui được chia sẻ với quý vị một cái chủ đề về xương khớp. Chúng ta biết là cái bệnh lý về xương khớp là một cái bệnh phổ biến, thường gặp và chiếm tới 30 đến 35% ở tất cả các quốc gia. Nó gây nên nhiều các cái triệu chứng và cái triệu chứng nổi bật nhất là gây đau nhức xương khớp, nhất là những cái bệnh lý mãn tính. Về cái đau nhức xương khớp mãn tính thì chúng ta có thể do nhiều nguyên nhân, có thể nguyên nhân do các bệnh lý ở tại cái ổ khớp, ví dụ như các bệnh lý như là thấp khớp, viêm khớp dạng thấp, rồi thoái khớp, rồi thoái hóa cột sống, đốt sống cổ, đốt sống lưng, rồi các cái bệnh lý khác nữa về khớp, và có những bệnh nặng cũng vẫn thuộc về khớp như là các cái bệnh như là gút, như là các bệnh vẩy nến thể khớp, vân vân. Ngoài các cái bệnh lý về khớp ra thì có thể nhiều các cái bệnh lý ở những cái cơ quan khác cũng có thể ảnh hưởng đến khớp, ví dụ như khi chúng ta bị các cái bệnh lý như là cảm cúm, ví dụ như sốt cao, các cái khớp chúng ta đau nhức mình mẩy, hoặc là khi ở những cái người mà phải lao động ở với cái cường độ nặng, công việc nặng nhọc, hoặc là ngoài cái yếu tố bệnh lý ra thì có thể có nhiều các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cơ xương khớp chúng ta, có thể là do thay đổi thời tiết, có thể do là cái quá trình tăng tiến về tuổi, tức là cái lão hóa, và nhiều vấn đề khác nó ảnh hưởng đến khớp. Khi có đau nhức xương khớp thì nó làm cho cái người bệnh có nhiều những cái biểu hiện. Cái thứ nhất là khó chịu, mệt mỏi, cái vận động cử động nó bị khó khăn, hạn chế và không lao động được, giảm cái sức lao động. Cái thứ hai, nếu như không được điều trị hợp lý thì có thể dẫn đến các cái tình trạng nặng ở các cái khớp như là teo cơ, cứng khớp và biến dạng khớp, dẫn đến tàn phế. Cái thứ ba là gây những cái triệu chứng là mất ngủ, và khi mất ngủ thì thường nhất là những người cao tuổi thì mất ngủ thì thường là hay phải đi tiểu đêm, hay tiểu đêm thì có thể dễ dẫn đến tình trạng là ngã và gãy xương hoặc là cái đột quỵ. Ngoài ra có thể là cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng bệnh lý về tim mạch cao, nhất là các cái bệnh lý như là thấp tim, vân vân. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với quý vị và các bạn một cái giải pháp giúp cải thiện các cái tình trạng đau nhức xương khớp bằng cái cách là sử dụng dầu xoa bóp xương khớp Hoàng Cốt Thống. Sản phẩm xoa bóp Hoàng Cốt Thống thì có thể hỗ trợ điều trị một số các cái chứng đau nhức, các cái bệnh khớp mãn tính. Dầu Hoàng Cốt Thống là một sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, có xuất xứ rõ ràng. Các cái thành phần được chiết xuất từ các loại thảo dược quý hiếm nên an toàn, không gây tác dụng phụ cho người sử dụng. Khi sử dụng sản phẩm sẽ giúp người bệnh giảm đau khi mắc các cái chứng bệnh như là thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống cổ, viêm khớp dạng thấp, thoát vị đĩa đệm, gai đôi đốt sống, đau thần kinh vai gáy, đau dưới lưng, đau thần kinh tọa, đau nhức cơ, co cứng cơ, gút. Đồng thời khắc phục các tình trạng tê mỏi chân tay vô cùng hiệu quả. Sau khi sử dụng, chúng ta sẽ thấy là cái hiệu quả rõ ràng sau 3 đến 5 lần sử dụng, tùy cơ địa từng người. Hoàng Cốt Thống là sự kết hợp hoàn hảo giữa các cái tinh chất của thảo dược quý hiếm. Khi thoa lên vùng đau, tinh chất thẩm thấu vào bên trong và tăng cường cái máu lưu thông đến vùng tổn thương, giải phóng các cái khối cơ bị chèn ép về cơ, về thần kinh, làm giảm các cái ổ viêm. Trong các thành phần thì chúng ta chú ý mấy điểm thế này. Ở đây là có rất nhiều các thành phần, tôi chỉ xin phân tích một số các thành phần chính mà thôi. Cái tinh dầu quế chi thì chúng ta biết quế chi là một trong các cái thuốc mà quý hiếm, và nó một trong cái phương thuốc là sâm nhung quế phụ. Ngày xưa người ta vẫn thường nói là cái quế là hay lưu trữ trong nhà. Ở trong quế chi thì nó có nhiều các cái thành phần hóa học, chúng ta có thể nói một số các cái chất như silimet, diacrylic, hay là cái gramin, hay cái acetat, hay cái aquinone và cái ozinone acetat. Các cái hoạt động như các cái chất chống nấm, chống vi khuẩn và chống vi trùng mạnh, hỗ trợ làm thông huyết mạch, làm tăng cường lưu thông máu và giảm đau. Thành phần thứ hai là chiết xuất rễ nhân sâm. Thành phần này giúp làm tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể, giúp cho cái quá trình chống viêm, chống oxy hóa, kích thích các cái quá trình trao đổi chất và lưu thông của máu, giúp cho tái tạo mô da và các cái tổn thương, làm dịu da, làm lành vết thương nhanh chóng, bảo vệ da trước cái tác nhân gây hại từ môi trường. Thành phần thứ ba là cái chiết xuất của nấm linh chi. Trong cái nấm linh chi thì nó rất giàu các cái chất dinh dưỡng, giúp cho cái quá trình tái tạo và phục hồi nhanh hơn, làm cho giảm đau và giảm khô dịch khớp, để cho người bệnh đi lại vận động dễ dàng. Mặt khác, các cái chất, đặc biệt là cái chất provalic,
có trong linh chi còn ngăn chặn cái quá trình tiến triển của bệnh viêm khớp, là tình trạng viêm nhiễm, đồng thời kích thích sự phát triển của cơ bắp luôn được chắc khỏe. Chiết xuất tinh dầu bạc hà có trong hoàn hút thống có tác dụng giúp làm giảm đau tại chỗ, tiêu viêm và làm giảm sưng phù. Chiết xuất của cây khuynh diệp đã được biết đến với cái công dụng làm kháng viêm, làm giảm đau và cải tạo mùi thơm. Nhiều dân tộc từ xưa đã có kinh nghiệm sử dụng các cái dầu khuynh diệp như một cái phương thuốc tự nhiên chống lại các cái vết thương cũng như là cảm cúm, như nhiễm trùng, rồi đau nhức và cảm lạnh vân vân. Ngoài các thành phần tôi vừa phân tích trên thì trong sản phẩm còn kết hợp nhiều các cái thảo dược quý hiếm khác. Sản phẩm đã được Cục An toàn Dược phẩm Bộ Y tế kiểm định và cấp phép lưu hành. Ngoài ra, đây là sản phẩm chỉ dùng để xoa bóp ngoài da chứ không phải uống vào bên trong cơ thể, cho nên nó rất an toàn, giúp người bệnh hạn chế được một số các cái tác dụng phụ mà các thuốc cơ xương khác có thể gây nên, như là đau dạ dày, như là phù, ứ nước, như là tăng cân, ảnh hưởng gan thận và gây giòn xương vân vân. Lưu ý, sản phẩm hoàng cốt thống khi sử dụng trong 1-2 ngày đầu thì người bệnh có thể có cái cảm giác đau hơn, ê ẩm, châm chích như ở vị trí ở các cái khớp. Điều này thì cũng đúng như là cái lý luận của y học cổ truyền, khi sử dụng một số khu phong trừ huyết tán hàn thì nó thường nó có cái đau trội lên, và cái người bệnh thường nó cảm giác đau trội trong 2-3 cái ngày đầu, sau đó những cái ngày sau là nó giảm đi, nó sẽ dần dần cơ thể thích nghi được và cái tác dụng của thuốc nó ngấm vào các cái màng khớp, màng tế bào và nó làm giảm đau. Cho nên khi sử dụng, nếu mọi người có gặp phải các cái dấu hiệu như tôi vừa mô tả trên thì cũng yên tâm, đó là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể khi mà cái dầu ở trong các cái sản phẩm nó ngấm vào các cái màng, các cái khớp là vài ba ngày. Lúc đó thì chúng ta cảm thấy người nó sẽ nhẹ nhõm và hơn rất nhiều, cử động hạn chế, linh hoạt hơn rất nhiều. Từ những ưu điểm tôi vừa nêu ở trên, dầu hoàng cốt thống có thể coi là một cái sản phẩm có tác dụng hỗ trợ cho những cái bệnh lý về xương khớp như là viêm khớp dạng thấp, như là thấp khớp, như là thoái hóa cột sống cổ, như là bệnh gút, như là một số các cái bệnh lý về cơ khớp. Chúng ta yên tâm sử dụng, không lo cái tác dụng phụ bởi cái tính an toàn của cái sản phẩm. Sản phẩm được đóng gói ở cái dạng lỏng, chai, có vòi, xịt. Cái mùi thơm của nó thì rất dễ chịu. Chúng ta có thể dùng xịt trực tiếp vào cái da kết hợp với cái massage, tức là xoa bóp đấy. Xoa bóp nhẹ nhàng xung quanh này, sau đó tiếp tục dùng 3 nhát nữa, tiếp tục làm cho ra từ 5 đến 7 lần xịt thuốc và xoa bóp mạnh trong vòng 10 đến 15 phút. 3 ngày đầu thì mỗi ngày chúng ta dùng 1 lần. 3 ngày tiếp theo chúng ta dùng 2 lần trong ngày, sáng và tối. Và ngày thứ 7 trở đi thì chúng ta dùng 3 đến 4 lần trong một ngày, sáng, trưa, tối. Để sản phẩm mang lại hiệu quả tối ưu thì các bạn không làm việc nặng trong cái thời gian sử dụng các cái dầu xịt này, không uống rượu, bia, không sử dụng các cái chất kích thích và không dùng chung các cái loại thuốc khác khi đang dùng hoàng cốt thống. Tất nhiên là các cái thuốc của bác sĩ chúng ta vẫn phải thực hiện, nhưng ta không uống, không sử dụng chung cùng lúc với cái sản phẩm. Và cái sản phẩm này thì sau khi sử dụng thuốc thì chúng ta có thể xoa bóp 1-2 lần như tôi hướng dẫn ở trên. Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi ở trên sẽ giúp quý vị và các bạn có biết thêm một cái sản phẩm hỗ trợ điều trị đau nhức mỏi xương khớp an toàn và hiệu quả. Chúc các bạn có một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh.